Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến một cái kênh ổ lộn. Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến với một cái clip khác của Tức Tay Gấu. Thì ngày hôm nay là một ngày tuyết rơi, nhưng mà hiện tại chắc là giờ không còn tuyết rơi nữa. Và đứng kế tôi đang là bạn Quân. Và chúng tôi vừa đặt một số đồ Amazon để dành cho mùa đông năm nay. Và hai cái thùng này là hai cái thùng riêng của mình, và mình sẽ dùng để mà upgrade cho cái phòng của mình. Và bây giờ mình về để mình xem ở trong này nó có cái gì nhá. Và cái người đang quay đó chính là bạn Minh Lưu Nguyễn. Tập. Ao nát rồi. Đây là hai cái kiện đồ Amazon. Và update một tí là chắc là mọi người cũng sẽ thấy là ở đằng sau Tích có vẻ hơi nhiều đồ đúng không? Thì hiện tại Tích đang ở chung với một anh gọi là đại ca, tên là Phúc Trương. Và hiện tại anh đang chơi game rồi. Hello. Và đây là hai cái kiện đồ. Ra là lâu lắm rồi Tích mới mua đồ Amazon trở lại để mà update cho cái căn phòng của Tích, cũng như là phục vụ cho cái việc quay video tốt hơn, cũng như là phục vụ cho truyền tải nội dung tốt hơn, tạo cho bản thân mình một cái inspiration working space tốt hơn. Để nói trước cho mọi người, tổng giá trị sản phẩm ở trong này là chỉ có khoảng 200 mấy đô thôi, nên là nó sẽ không có giá trị bằng những cái clip unbox tiền tỷ, clip unbox 1,000 đô. Mình tính ra là nhiêu? 4 triệu mấy, 5 triệu thôi. Mỹ mà. Đây, đầu tiên một cái đèn Sokani RGB. Đèn này là đèn LED, nó không phải là đèn LED RGB, nhưng mà bên trong tí xíu nữa mình sẽ mở xem nó như thế nào nha. Hai cái thẻ SD 32GB, là một bàn flip cơ của Dragon Suracha, là Mechanical Gaming Keyboard. Đây là cái mà Tích rất là hào hứng, tại vì đây là cái gọi là gì ta, cái bàn phím cơ mà lần đầu tiên Tích sở hữu. Cái này là Power Extra pin máy ảnh. Tại hiện tại Tích sử dụng có một cục pin thôi, và nó cản trở cho công việc rất là nhiều của Tích, nên chính vì thế Tích mua thêm hai cục pin. Husky, đây là một cái gọi là cái card holder, có vẻ khá là nặng tại vì nó là aluminum, có nghĩa là bằng nhôm. Gikoto, đây là một cái tripod ball head mà Tích cũng đắn đo suy nghĩ giữa cái dòng này và cái dòng Benro. Như các bạn nào mà làm về nhiếp ảnh hay là quay phim này nọ cũng biết sơ sơ á, Tích cũng là một cái dàn gọi là nghiệp dư thôi. Cái Gikoto này, cái tripod này là 69 đồng 99, coi như là 70 đồng. 1,4 triệu, oh fuck, 1,4 triệu. Đây là cái chân Gikoto. Hình như cái chân này là một, nếu tính ra nó là 1.2 đến 1.5. Và cái điều thích nhất á là cái màu. Thứ nhất là cái màu đen và cái màu cam là nó rất hài hòa. Đa phần là kim loại, thực ra nó có những cái điểm vẫn là nhựa. Ví dụ như cái đầu bon này, đầu bon này thì bằng kim loại, nhưng mà cái đầu gắn này đó thì nó lại bằng nhựa. Thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà được cái thì cái chân này là cái chân gài. Chân gài nên là Tích rất là thích cái loại chân gài này. Đặc biệt hơn là cái chân này có thể tháo ra thành monobot được. Hai cái thẻ nhớ SD. Hai cái thẻ nhớ SD này thì mỗi thẻ của nó là tầm khoảng cái này là của Ultra SanDisk Ultra, thì cái dòng này là nó cái dòng tầm trung thôi. Thì hai thẻ này là 13 đồng 2. Sokani, đèn Sokani thì đây là một trong những cái món đắt ngang ngửa so với cái keyboard. 49 đồng, trời ơi, mắc hơn cái keyboard nữa. Chúng ta sẽ xem nha. Thì ban đầu Tích muốn lựa cái dòng Aperture, nhưng mà sau đó thì ngồi xem mấy cái này á, thì có thấy Sokani lại hợp lý. Trong cái hộp này có một cái túi như vậy, thì trong cái túi như vậy nó sẽ có một cái đèn rất là nhỏ. Thì cái đèn này là đèn portable, đèn sạc, và nó sẽ rất tiện. Như đây trời ơi, thật ra nhìn trên hình nó rất là to, nhưng sau ra đây nó nhỏ xíu xíu vậy. Đây, nó gọi là Sokanic 21X 21 LED, tại vì nó có 21 bóng đèn LED ở trong này. Sokani nó có một cái màn hình hiển thị OLED, hai cái miếng gel, hai cái miếng plastic cứng là gồm màu cam và màu trắng, thì nó sẽ cho chúng ta ánh sáng trắng và ánh sáng ấm hơn. Và được cái là ở đây nó sẽ có những cái cục hít để cho nó hít vào, nó giữ
Nó giữ như vậy là trong cái hộp Socani này nó cho chúng ta cái gel. Thì những cái mảng gel này nè, nó là như vậy. Đó. Ô, tấm gel này đẹp quá nhỉ. Bên cạnh đó thì tặng chúng ta một cái mouse để gắn cái đèn. Và Tích nghĩ là Tích có hai cái tripod và Tích có thể sử dụng tối ưu cho cái này. Và đây là cái đâu rồi nhỉ? Đây là cái pin máy ảnh dành cho cái dòng DSLR. Nó gọi là LPE8. Thì cái này nó hơn cái cũ á, là và cái dung lượng pin nó cao hơn. Tặng cho mình một cái cục sạc. Và tiếp theo, đây, đây là một cái card holder dùng để đựng thẻ nhớ. Thì Tích cũng đã từng dùng thử một tầm có 40 ngàn Việt Nam thôi. Và Tích đã một lần Tích bị rớt cái đó và bị xe cán ngang rồi. Còn cái này thì là của Hotsky. Cũng khá là hay, giống như một cái bóp, một cái wallet thôi. Ở trong này được có thể đựng được 8 cái thẻ nhớ SD và micro SD. Và đặc biệt nó là bằng kim loại, bằng nhôm. Nên chính vì thế cái độ mà gọi là bền bỉ của thằng này nó sẽ cao hơn. Cái này là 8 đồng 99. Và sau đây là nhân vật chính, Dragon. Dragon, sao đọc hoài chữ này không được nhỉ? Red Dragon. À đây, đây là sản phẩm Quân Đồng Bờ. Ở đây mày ngồi nè. Theo em cảm nhận về hình dáng máy cơ của này thì như thế nào? Hãy cho anh biết cảm nhận. Rất, đây là một chuyên gia chơi game. Chắc hết là cái này nó rất là nặng ha. Các bạn có thể sử dụng để tập tạ. Phải luôn. Này tính ra nhiêu ký rồi? Em tính cơ thì phải nặng rồi. Thì cá nhân mình thấy thì ban đầu thì cái cảm giác của mình lên cái con kiếm cơ này nó ở mức trung, và nó không có ở mức là chuyên nghiệp như những cái con kiếm mà game thủ Việt Nam mình hay sử dụng, ví dụ như là SteelSeries hay là Razer hay là Logitech. Nhưng mà mình nghĩ là ở cái tầm sử dụng của cái việc là văn phòng hay là làm phim hay là đúng rồi, chatting hay gì đó thì nó rất ok. Và màn unbox vừa rồi cũng đã kết thúc cho một cái clip. Thật ra cũng không kết thúc gì, mà nó sẽ bắt đầu cho một cái chuỗi series clip dành cho mùa đông. Tại vì mùa đông thì Tích sẽ ở bên này và Tích sẽ không về Cali, nên chính vì thế thì chắc là thời gian rảnh rỗi cũng sẽ đầu tư tập trung để làm content, để làm video. Và đây là cái lô mà nó sẽ thay đổi rất rất là nhiều về cái việc mà làm video của mình, cũng như là đây là những cái việc, những cái mà mình đầu tư để dành gì? Để dành cho cái công việc sắp tới của mình. Tại vì thực sự ra thì Tích, cái đầu tư của Tích nó sẽ là đầu tư dài hạn hơn. Hy vọng là mọi người thích cái clip này và mọi người sẽ cho ý kiến, cũng như là những cái đồ mà Tích để dưới này thì Tích sẽ để cái ở dưới cái link description. Và ok, như thế thôi. Một cái clip khoe thôi. Not lazy, be crazy, or Siri. Not lazy, be crazy. I'll see you again next time. Thôi thì giá cả hợp lý hả? Giá cả nó rẻ mà, tầm trung mà. Ờ thì giá cả tầm trung, hình như em có nói. À quên nữa, như mọi người có thể thấy là đằng sau lưng Tích có một cái ghế. Thì cái ghế này là của anh Phúc Trương. Hello anh Phúc. Phúc rồi. Hello. Và anh cũng vừa mới cho Tích mượn cái này. Đây là một cái laptop stand có cả tản nhiệt luôn. Và cái thanh mà gọi là sao ta, nó di chuyển lên, di chuyển xuống được á. Và Tích sẽ nói lý do mà tại sao Tích thích hai cái món đồ này. Nó sẽ và nó dẫn tới cái việc mà mua đồ này trong cái clip lần sau nhé.